của ban tổ chức là chính là tạo ra một sân chơi vô cùng bổ ích và thú vị cho tất cả các con tham gia. Mà đã là cuộc chơi thì các con phải vui vẻ và hứng thú. Và chúng tôi muốn các con được trải nghiệm tiếng Anh với rất nhiều các cái hình thức khác nhau. Khi mà tham gia cuộc thi Got Talent thì con chỉ tham gia với tiêu chí là vui vẻ và có thể phát triển bản thân và có thể va chạm với tất cả các bạn học viên rất là tài năng và giỏi của Zelda. Nhưng mà khi biết mình được vào vòng chung kết thì con đã rất là bất ngờ. Con mong là buổi chung kết ngày hôm nay thì con có thể có một cái bài thi thật là trọn vẹn và thành công. Bạn nhà em khi mà biết có cuộc thi là cũng rất là hào hứng và tự bạn là chuẩn bị tất cả từ đề tài, nói chuyện về cái gì, triển khai nội dung ra làm sao, và song song đấy thì cũng tích cực để hỏi cô Trâm, nhờ cô tư vấn, cô chỉ rất là nhiều. Thì cứ qua mỗi vòng thi là bạn rất là hào hứng với kết quả của mình và bây giờ là chuẩn bị tâm thế rất là tốt cho cái vòng thi cuối cùng này. Nowadays we are in the living room. Most difficult time, then seek a special help from. Con mình thì tham gia Zelda Got Talent là qua 3 vòng. Vòng thứ nhất là ghi âm, vòng thứ hai là ghi âm với hình trực tiếp. Và bây giờ đã được vào vòng chung kết của Zelda. Thì con rất là hào hứng. Trong các vòng thì con luôn tìm những ý tưởng để có thể vào được các vòng trong. Trong quá trình học ở trung tâm thì con mình đã học từ hồi 5 tuổi rồi ý. Thì khả năng phát âm của con rất tốt. Và cô cũng nhiều lần tổ chức các cái vòng thi. Như ở Got Talent này thì con có thể phát triển các kỹ năng như là kỹ năng đọc phát âm, kỹ năng diễn thuyết trước đám đông, giúp con tự tin hơn khi thể hiện mình trước mọi người. Đấy là cá nhân rất là vui. Thông qua cuộc thi là cũng sẽ bạn ấy sẽ tự tin, mạnh dạn chia sẻ trước đám đông nhiều hơn. Em thấy là qua thông qua những cuộc thi này thì bạn dần dần trưởng thành lên. Trung tâm Zelda sẽ tiếp tục đồng hành cùng các quý vị phụ huynh và các em học viên để tạo ra nhiều những cái sân chơi vô cùng thú vị và bổ ích như thế này. Và đúng như cái tên gọi của chúng tôi muốn trao đi những cái giá trị cũng như là cái môi trường mà các con đến đây được học tiếng Anh vui vẻ và hạnh phúc. Zelda English, giỏi tiếng Anh, tấm hộ chiếu toàn cầu.